Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sao Rai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con đi rừng về được một số về giải hạn đó. Thì cái về giải hạn này thì bà con đi bóc ở khu vực rừng Gia Ly, tỉnh Kon Tum nhé mọi người. Một cái vùng rừng cực kỳ nổi tiếng về giải hạn luôn, và thường hay sổ ra những mặt hoa rất đẹp. Thì các bác, các anh chị nào chưa có giải hạn vùng Gia Ly thì chúng ta có thể sưu tầm thêm về làm giống nhé. Nói chung giải hạn đợt này thì ngày càng hiếm mọi người. Cái đây đoàn cả chục người đi thì được về lèo tèo được có cỡ mười mấy giờ thôi. Thì em chia ra là 13 hình nhé mọi người. Thì giá thì cũng tương đối là dễ chịu cho các bác anh chị chúng ta sưu tầm. Thì giá dao động thấp nhất là 200 ngàn này. Như giờ 1, 2, 3 là 200 ngàn. Rồi tiếp theo là về số 4, số 5 giá là 250. Rồi về số 6, số 7 thì thân tơ nó lớn hơn thì 300. Rồi có những dê thân tơ đẹp hơn tí thì là 350 dê nhé mọi người. Thì có số 8, 9, 10. Ngoài ra thì em có một cái dê nguyên bản thân già đỏ âu kia thì giá là 450 nhé mọi người, rất đẹp. Và cuối cùng thì em có hai cái combo kiến thì dành cho các bác anh chị chúng ta thích sưu tầm nhiều mặt hoa nhé. Bởi vì cái giải hạn nó rất đặc biệt, mỗi một cái dê nó sẽ cho ra một mặt hoa khác nhau nhé mọi người. Đó. Và đầu tiên là cái combo số 12 thì nó được ba cái dê kiến nhỏ đây. Đó. Và giá là 400. Và cuối cùng là có một cái dê, có một cái combo đặc biệt nhất ngày hôm nay nhé mọi người. Đây là một cái combo xanh sạch số 13 thì rất là xanh. Đây, thì nó gồm 4 con kiến nhé mọi người, và giá là 800 ngàn thì dành cho các bác anh chị chúng ta thích sưu tầm hàng xanh sạch thì về chúng ta làm giống nha. Rồi, và em sẽ quay lần lượt từng dê, và lúc quay em sẽ để bên cạnh là cây thước 50cm để cho mọi người dễ hình dung được kích thước dê lan mình mua nha. Và tất cả các dê giải hạn này đều là hàng bốc rừng 100% nhé mọi người, nên là mọi người yên tâm là về sổ ra mặt hoa nào thì cái mặt hoa đó chính là sở hữu riêng của mọi người luôn đó. Rồi, dê số 1 đây nhé mọi người. Đầu tiên là dê số 1, thân tơ nó là thân này đó. Dê này thì độ dài tầm cỡ 14-15cm thân tơ, thì nó được hai thân già khá là xanh luôn. Rồi về số 1 này giá là 200 nhé mọi người. Rồi tiếp theo là về số 2. Về số 2 thì thân tơ là thân này. Tơ này mảnh nhỏ thôi nhưng mà rất là xanh nha mọi người thấy không. Hàng xanh này thì về xanh em khói hoặc năm bánh trắng nha mọi người. Rồi tiếp theo là về độ dài thì độ dài thân tơ tầm cỡ 14cm, thì ngoài ra nó còn có hai thân già nha, nguyên về bóc rừng nữa đây. Rồi tiếp theo nữa là dê số 13. Dê số 13 đây thì độ dài tầm cỡ 15-16cm. Dê này thì cây khá là khỏe, xanh mướt nè, xanh lè luôn. Này mầm bóc mầm đồ là nguyên vẹn hết nhé mọi người. Rồi đốt ngắn nữa. Rồi dê số 3 này giá 200 ngàn. Xanh lè nè. Tiếp theo là sang về số 4, số 5 thì mẫu dê giá 250 nhé mọi người. Về số 4 đây thì độ dài thân tơ là thân này nhé. Thân đây thân tơ cũ nè, còn thân đây thân tơ nè. Độ dài thân tơ thì tầm cỡ 17-18cm, nguyên dê nó đây. Được 1, 2, 3 thân già và một thân tơ. Rồi mầm gốc mầm đồ đây nhé mọi người. Nguyên vẹn hết nha. Rồi về 4 rất đẹp đây, 250. Tiếp theo là em sang về số 5. Về số 5 đây là về nù mập to nè, đốt ngắn nè, rất là dài. Tuy nhiên là đoạn gần gốc nó bị gập mọi người. Do bà con người ta đi vận chuyển nhà rừng về bỏ trong bịch, rồi người ta tức là người ta bỏ trong cuốn vào trong cái mớ lá cây á, người ta gập lại vậy thì nó bị gập mất. Tuy nhiên là nó về các bác anh chị biết chơi á thì không sao đâu nhé. Về chúng ta cứ trồng bình thường nó vẫn sổ hoa ra đây nha. Sổ hoa ra đây và mầm gốc nó vẫn lên nguyên vẹn nha. Thì nói chung nó gặp vậy thì mới có giá 250 nha mọi người. Nếu mà nó nguyên vẹn thì cũng tầm 350-400 á. Rồi cái dê này giá thanh lý nha. Các bác nào biết chơi thì chúng ta mua cho nó đỡ tiền hơn. Rồi dê số 5 này giá 250. Nè. Thân tơ mọi người nhìn thân tơ rất đẹp đã. Tiếp theo là em sang dê số 6. Dê số 6 này thì độ dài thân tơ cỡ 28cm. Thân tơ thân này nha mọi người. Ngoài ra thì nó có hai thân già nè. Đây. Rồi bộ rễ đây. Thân tơ thì cực kỳ xanh luôn mọi người thấy không, xanh lè lét nè. Đây mầm gốc cũng xanh lè nè. Về cho các bác thích săn mặt hoa đặc biệt thì mua nha. Đây mầm tơ đây.
Rồi giờ này có giá là 300 ngàn nha, 300 ngàn nha mọi người. Giờ này thì đảm bảo là sắp tới là sổ hoa luôn, không phải đợi lâu. Tiếp theo là sang giờ số 7 cũng tương tự, thân tơ nó cũng ngang ngang gần gần với giờ số 6. Thì độ dài chắc tầm cỡ 31 cm nhé mọi người, 31 cm thân tơ đây. À, rất là đẹp, mướt mát. Đây, nguyên về bóc rừng nữa đây. Rồi giờ số 7 này thì có giá là 300. Mọi người để ý là thân dài với thân tơ này nó rất là xanh nhé. Xăng này thì để xăng ám khói hoặc năm canh trắng cho các bác nào thích sưu tầm xăng những cái mặt hoa đặc biệt nha. Rồi tiếp theo nữa thì em qua cái dề nó lớn hơn tí. Thì đây, thân tơ là thân này. Tiếp theo là dề số 8. Dề 8 đây nhé mọi người, thân tơ là thân này nha. Đó, độ dài thân tơ thì tầm cỡ 32-33 cm. Và nguyên dề nó đây. Đó, thân tơ rất là khỏe nha. Rồi, nguyên dề nó đây, mầm gốc nè mọi người. Đó, xanh nè, xanh lè thấy không, gốc xanh lè. À, thân tơ đây năm ngoái mọi người có thể để ý là năm ngoái là nó vẫn chưa sổ hoa nè. Đó. Rồi về số 8 này thì giá là 350. Tiếp theo là em sang về số 9 nha mọi người. Cầm ra đây cho nó so cho mọi người dễ xem. Rồi số 9 đây là về rất nhiều thân già luôn, được 1, 2, 3, 4 nhiều thân già, vậy thì cây nó sẽ rất khỏe nha mọi người. Độ dài thân tơ thì tầm cỡ 30 cm, tầm cỡ 30 cm. Đây, thân tơ đây. À, cũng rất là xanh luôn nhé. Nguyên về nữa đây, về rất nhiều thân già đây, cực kỳ khỏe. Đây nguyên mạng bóc rừng nữa nè. Rồi về số 9 này giá 350 nha mọi người, rất nhiều thân già khỏe mạnh. Rồi tiếp theo là em sang về số 10. Về số 10 này thì thân tơ rất là dài, độ dài của thân tơ phải tới tầm hơn 50 cm nha mọi người. Đây là cái thước 50 cm này, hơn 50 cm luôn. Và tuy nhiên thì cái dề này á, thì tại sao nó chỉ có giá chỉ 350 thôi, bởi vì giá đây là cái giá thanh lý nha mọi người. Do nó bà con người ta lúc người ta hái ở xa, người ta rút ra thì nó bị cái thân tơ đây nó bị rời ra khỏi cái dề già đây nè. Tuy nhiên thì cũng không ảnh hưởng gì nha mọi người, về vẫn trồng bình thường, chả ảnh hưởng gì đâu, nó chỉ hơi mất thẩm mỹ tí thôi. Cũng nhờ vậy mà mọi người mua được cái giá nó sẽ rẻ hơn. Chứ cái dề đây nó dài vậy thì nếu mà nguyên vẹn dính vào dề thân già đây thì giá nó sẽ cao hơn rất nhiều nha mọi người. Đây thì cái đây về mọi người trồng lấy chậu nè, còn cái mớ thân già đây về mọi người trồng một chậu thì có khi ít bữa nữa nó lại ra thêm cái mầm khác nữa nha mọi người. Rồi đây nguyên dề nè. Giờ nó mọc ở xa bà con người ta với ra ta giật đó, thì nó bị rơi ra. Không sao Nguyễn, thân tơ mầm gốc đồ nguyên vẹn là về trồng bình thường thì ảnh hưởng gì. Rồi giờ số 10 này giá 350 nha mọi người, thanh lý. Thân tơ rất là dài luôn, thân tơ dài vì cực kỳ sai hoa nha. Rồi tiếp theo nữa là về số 11 nha mọi người. Đây là cái về nguyên bản duy nhất ngày hôm nay. Đó, thì mọi người để ý là nó bám chắc chắn vào khúc cây nguyên bản này. Là này về mọi người chỉ biết treo lên thôi, hoặc chúng ta đặt nhẹ vào chậu phát là xong. Nó không phải ghép rũng gì nhiều. Và mọi người có thể để ý là cái thân già nó đỏ âu nè, rất là đỏ luôn nha. Đấy, mấy cái kiểu mà thân già đỏ vậy thì chuyên dành cho các bác anh chị thích săn hồng hoặc săn bệt nha. Rồi và thân tơ nữa đây. Đó, thân tơ này rất là đẹp, nguyên vẹn từ đầu tới cuối nha. Mầm gốc mầm đồ chả bị ảnh hưởng gì. Đó, bám chắc chắn vào khúc cây luôn. Này các bác về chúng ta trồng hoặc làm quà biếu cũng rất là ok. Về số 11 này giá 450 nha mọi người. Ngoài ra nó còn có một cái kín nhỏ nhỏ nè mọi người. À, kín như Vinbi nè. Đây về mọi người cái trồng đi, sang năm nó vẫn ra cây mới được ạ. Có một cái con kín, cái kỳ kín nhỏ nhỏ như Vinbi nè. Rồi về số 11 này giá 450 nha mọi người, hàng sưu tầm. Rồi ngoài ra thì em còn có thêm hai cái combo kín nữa. Thì có một cái combo kín thương và combo kín xanh sạch nha. Đây combo số 12 này giá là 400 ngàn thì nó được 3 con kiến nha mọi người. Đây một con kiến này, thân tơ là thân này nha, kiến này rất đẹp khỏe nè, đốt ngắn nè, đốt kiểu dòng nù đốt ngắn, mọi người thể để ý cái thân già nó nè, nù mập đốt ngắn, độ dài cỡ 6 cm nè. Rồi tiếp theo là sang con kiến số 2 cũng khỏe mạnh không kém, thì được 1, 2, 3 thân già và một thân tơ,
thân tơ là thân này nhé mọi người. Đây thân tơ thân này, giờ này cũng khá là xanh. Thân tơ thì cỡ dài cỡ 4 cm thôi. Rồi và cuối cùng là có thêm một cái con kiến này nữa, được 1, 2, 3 thân già và một thân tơ. Thân tơ này cũng rất là xanh này mọi người, kiểu xanh xanh nha. Rồi thân tơ là thân này nhé mọi người, thân tơ thân này, độ dài thân tơ thì tầm cỡ 4 cm luôn. Rồi cái này về các bác, các anh chị trồng lấy 3 chậu nha. Mọi người đừng có khinh thường mấy con kiến, cái mùa này kiến nó nhỏ nhỏ ngắn vậy thôi, nhưng mà mọi người về trăm năm sau nó phải dài ra cỡ 30-40 cm là chuyện bình thường nhé mọi người. Đối với kiến rừng thì nó chỉ cần qua một mùa thôi là nó có lực, nó phi rất là nhanh. Đó, nên là mua kiến này thì rất là lợi. Rồi combo số 12 giá 400 còn 3 kiến. Và cuối cùng VIP nhất ngày hôm nay là cái combo xanh sạch số 13 nhé mọi người. Nó gồm 4 con kiến xanh đây. Đó, thì dành cho các bác anh chị thích sưu tầm xăng hoặc xăng 5 cánh trắng thì chúng ta mua. Và 4 con thì tỷ lệ nó sẽ cao hơn nhé mọi người, bởi vì mỗi con nó sẽ cho ra một mặt hoa luôn. Rồi đầu tiên là kiến số 1 nè, rất là xanh mọi người thấy không, lè lét luôn. Kiến số 2 nè, xanh lè luôn. Kiến số 3 nè, xanh sạch nha. Kiến số 4 cũng xanh lè, xanh lét. Rồi kích thước cái con kiến này đây, em để bên cạnh cái thước 50 cm cho mọi người xem luôn. Rồi và cái combo xanh sạch này giá 800 nha các bạn, bác anh chị nào ta nhanh thì chúng ta mua được nha. Rồi và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người, phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu ạ. Các bác anh chị có nhu cầu mua về nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được, thì ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt cho đơn cho nhanh. Và em sẽ gửi ship code qua đường bưu điện hoặc Viettel, thì các bác anh chị chúng ta sẽ thanh toán lúc nhận hàng thôi, thanh toán tiền lan và tiền ship lúc nhận hàng là được. Rồi xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan rừng tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ.